nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chăm sóc sống nơi ở nhà. Tại vì trong thời gian vừa qua có rất nhiều mọi người ở về nhà nó khó khăn trong cái vấn đề chăm sóc. Hôm nay mình đã làm một cái video để hướng dẫn mọi người cách chăm sóc tóc từ những khâu và sử dụng sản phẩm nào để hỗ trợ mái tóc và sấy như thế nào. Đó, mọi người cùng theo dõi nhé. Tới thì những sản phẩm hỗ trợ ấy, thì mình sẽ sử dụng hai dòng sản phẩm, đó là dòng sản phẩm xả khô của Delofil này, dòng tinh dầu của Delofil. Tinh dầu thì mình sẽ sử dụng sau. Bây giờ mình sẽ dùng xả khô nhé. Đối với một cái lượng tóc mà nó trung bình như này nó không bị quá dày hay là quá mỏng thì mình sẽ sử dụng 3 lớp ấn. Mọi người sẽ xoa đều vào tay, quay lên thôi. Chúng ta sẽ bóp lên. Chúng ta sẽ bóp lọ xoắn lên. Cái tác dụng của xả khô thì nó sẽ làm liên kết các sợi tóc lại với nhau. Đó. Thứ nhất là liên kết sợi tóc và thứ hai là nó sẽ chống vẩy. Thứ ba nữa là nó sẽ giảm cái nhiệt độ ở trong tóc của mình, nó gây hư tổn cho tóc. Đó. Xả khô tác dụng rất nhiều tác dụng mọi người nhé. Giới thiệu mọi người đây là cái ống sấy thông minh. Ống sấy này thì nó sẽ có tác dụng là sẽ đổi chiều gió để giúp chúng ta sao là cái ngọn tóc của chúng ta đi theo chiều như nào để sấy nó dễ hơn. Cái bộ phận này thì nó sẽ có một cái thanh ở trong này giảm xoắn và cái chiều gió hướng gió như này cái nhất mà nó thì kết hợp với máy sấy mọi người sẽ cho ở đây và điều chỉnh cái hướng gió làm sao để cái lọc tóc chống lơi thì chúng ta cần ở tóc nó vẩy ra chúng ta chia như này cho vào đây tôi cần đấy đó mọi người sấy như này vẩy vào đây mọi người sẽ thấy chiều tóc nó sẽ phẳng như này. Tóc phóng vẩy ra nhé. Tóc phóng lơi nhà thì mọi người sẽ cho nó vẩy ra. Tinh dầu của Delofil. Okay.